hình ảnh cậu bé tí hon Ca Rễ trước khi qua đời. Cậu bé tí hon Đinh Văn Ca Rễ, người dân tộc Hờ Rê, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, mắc hội chứng người lùn đầu chim, rất hiếm gặp, trên thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 10 trường hợp. Cũng chính vì thế mà 12 tuổi, em chỉ cao vỏn vẹn 62cm, nặng chưa đầy 4kg. Chiều ngày 9 tháng 11, thông tin Ca Rễ qua đời khiến nhiều người xót xa. Lội ngược dòng thời gian về 8 năm trước, năm 2012, hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Ba, thầy giáo Nguyễn Văn Cương, một trong lần đi vận động học sinh đến trường, đã vô tình gặp Ca Rễ được mẹ đặt trong một cái cùi. Thầy Văn Cương là người đã động viên gia đình nuôi nấng Ca Rễ và cưu mang cậu bé sau này. Thời điểm đó cậu bé đã 4 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Dân làng kỳ thị, không ai dám đến gần Ca Rễ. Số phận Ca Rễ có lẽ sẽ cứ mãi im lìm như thế, tự sinh tự diệt. Cảm thương trước số phận của đứa trẻ bất hạnh, kể từ đó, thầy Cương thường lên thăm và đưa Ca Rễ ra Hà Nội khám bệnh. Năm 2016, Ca Rễ được đi học bán trú, em được thầy Cương chăm lo và chỉ bảo tận tình. Ca Rễ đã biết các chức năng cơ bản như mang dép, mặc quần áo, vào nhà vệ sinh, biểu đạt cảm xúc của mình. Khi Ca Rễ tập nói, dù tiếng gọi của đứa con nuôi chưa trọn vẹn nhưng cũng khiến thầy Văn Cương hạnh phúc biết bao. Ca Rễ được thầy Văn Cương dạy cho những con chữ đầu đời. Khi Ca Rễ tập nói, dù tiếng gọi của đứa con nuôi chưa trọn vẹn nhưng cũng đủ khiến người cha hạnh phúc. Trong suốt 4 năm học bán trú, thầy Văn Cương coi Ca Rễ như con, nên cuối tuần, thầy lại đích thân đưa Ca Rễ về thăm nhà, đoàn tụ cùng gia đình. Năm 2018, thầy Đặng Văn Cương và em Đinh Văn Ca Rễ được lọt vào top 10 nhân vật truyền cảm hứng tại lễ trao giải We Joy. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.